mình đang đi qua sân bóng Thanh Danh, 7:30 đá mà bây giờ trời như vậy nè, giờ vẫn còn mưa nè. Nhưng mà do là liên lạc với bên chủ sân không được, là không biết là bên người ta có lên hay không, nên bắt buộc là tại vì nhà mình gần nên mình lên sân mình hỏi thử xem anh em có lên hay là không. Trong đá banh bực bội nhất là lúc mà gần tới giờ đá banh á thì trời mưa, mà mưa này mưa lớn đó các bạn, mưa lớn lắm, mưa từ 6:30 tới bây giờ, mà hiện tại bây giờ là gần 7:30 rồi mà vẫn chưa bớt mưa nữa. Giờ mình đang chạy qua ảnh à, các bạn thấy không, mưa nó nổi mà ngập luôn á đó. Mong là sơn không bị ngập. Đây là đường vào sân nữa các bạn. Vì sân này nằm trên địa chỉ 132 đường Mã Lò thì các bạn vô hẻm mấy bạn cứ quẹo đây là được. Đó. Tới sân rồi nè. Sân nằm ở cuối đường nha các bạn.
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Không nha các bạn, trời mưa nên là trận đấu hơi khó khăn tí, nhưng mà cuối cùng anh em sang chết cũng hoàn thành. À, đá một trận banh các bạn thấy cực khổ đúng không? Đó bây giờ chạy về nè, đó trời.